Tên chủ ma túy khét tiếng Colombia khuấy đảo các tuyến đường buôn lậu đến Hoa Kỳ. Một tay bắn tiền lính thủy đánh bộ hợp sức với đặc vụ liên bang để triệt hạ hắn cùng băng đảng. Tay lính bắn tiền này là ai? Liệu anh ta có làm nên trò trống gì trong vụ này không? Thì hôm nay mời các bạn cùng đón xem bộ phim Lính bắn tỉa nhiệm vụ tối mật. Anh chàng này tên là Thượng sĩ Pradon, là một trong những lính bắn tỉa xuất sắc nhất của lực lượng lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ. Trong sự nghiệp của mình, anh ta được thực hiện thành công 63 nhiệm vụ. Tuy nhiên sau cái chết của một người đồng đội do tự sát thì ý chí của anh có vẻ lung lay. Vì vậy anh đã được cấp trên cho đi thay đổi không khí bằng việc thực nhiệm vụ mới ở vùng đất Colombia. Tại trụ sở cảnh sát quốc gia Colombia, anh gặp lại cha mình cũng từng là thiên xạ hàng đầu một thời, nay đã già nhưng vẫn làm chỉ huy ở đây. Sau quá lâu không gặp nhau nên khi gặp lại hai cha con khá xa cách. Không nói nhiều, lập tức anh đã được cha giao nhiệm vụ ngay đó là câu được con cá nục heo, biệt danh dành cho tên trùm khét tiếng Colombia. Hắn ta tên là Jesus Morales, cầm đầu băng đảng Colombia. Đế chế của hắn kiểm soát 60% các con đường vận chuyển ma túy và hàng lậu của Hoa Kỳ. Là một tên ăn tạp không việc gì bẩn thỉu mà hắn không nhúng tay vào, tự ăn trộm dầu, buôn người, buôn bán vũ khí, ma túy, thậm chí hắn còn lợi dụng cả trẻ em để làm tay sai cho hắn. Tuy nhiên từ rất lâu rồi không ai nắm được thông tin về hắn ngoài một tấm hình cũ chụp cách đây chục năm, hắn hoàn toàn bốc hơi. Để tránh sự truy bắt của CIA, hắn liên tục thay đổi địa điểm ẩn náu, không bao giờ ngủ cùng một nơi trong hai đêm liên tiếp và chỉ di chuyển vào ban đêm. Việc bắt được hắn giống như mò kim đáy bể, vì hắn là một đội ngũ đàn em hùng hậu, sẵn sàng xả thân vì chủ, nên việc thực thi công lý với hắn dường như là điều bất khả. Nhưng gần đây CIA đã lần ra được một vài thông tin về hắn. 3 tháng liên tiếp gần đây hắn đã lộ diện trên giang hồ. Khi mà các đối thủ của hắn lần lượt bị tiêu diệt, mỗi người chết ở một nơi khác nhau với cách thức bị ám sát như nhau, nhưng một tên cuối cùng lại bị giết theo cách hoàn toàn khác những tên trước đó. Tên này bị bắn chết ở trong bồn tắm, khi hắn đang được chuẩn bị được người tình ghi ghét hộ. Qua cái chết của hắn, CIA phát hiện ra từ vị trí của hắn với đông đảo vệ sĩ bảo vệ thì không một người nào có thể bắn trúng được mục tiêu, trừ khi kẻ đó là người quân nhân hoặc cựu quân nhân được đào tạo bài bản. CIA cho rằng tên chủ Morales đã thuê một xạ thủ để nâng địa vị của hắn lên tầm cao nhất. Cấp trên đã tìm ra được vị trí hiện tại của hắn trong 2 ngày nữa. Hắn sẽ có mặt tại nông trại cách thành phố 15 km. Nhiệm vụ lần này của Baradon là đấu lại tên lính bắn tỉa mà hắn đã thuê và tiêu diệt hắn. Với sự hỗ trợ của đội đặc nhiệm của đại úy Gatra và dưới sự chỉ huy của sĩ quan Kate, một cô nàng khá xinh nhưng có khuôn mặt lạnh như tiền khiến anh em ở đội cũng phải rén. Theo thông tin thì ngày kia tên chủ mới xuất hiện, nhưng họ thực hiện kế hoạch sớm hơn một ngày để đón đầu hắn cũng như chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng nhất với quyết tâm đưa hắn ra tòa hoặc chôn hắn xuống 3 thước đất. Kate cần mọi người chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng, không cho phép ai xảy ra sơ suất. Sau khi tìm hiểu thông tin sơ bộ về đối phương, thì Kate cho phép Pradon được nghỉ ngơi một đêm chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai. Khi bầu trời vừa ló dạng, ánh mặt trời chưa kịp chào bình minh, thì cả đội đã được hóa trang như những chú lính tinh rậm lông, đi vào trong rừng tìm kiếm thông tin. Dù tìm kiếm mục tiêu lòi mắt, họ cũng không tìm thấy gì ngoài vài chiếc xe của Morales. Sau một hồi bị lồi lõm dưới nước và nghiên cứu cả vị trí lẫn hướng gió, họ đã tiếp cận được mục tiêu và chỉ còn cách nơi của Morales 200m. Lúc này cả đội chỉ đợi lệnh tấn công của chỉ huy cấp cao. Ở căn cứ, chỉ huy cấp cao cũng luôn có theo sát tình hình của đội qua camera. Sau khi ngắm qua ống nhòm, họ không phát hiện ra điều gì ngoài những chiếc xe thì Kate vẫn quyết định để một đội áp sát ngôi nhà. Còn đội còn lại của Pradon sẽ ở lại yểm trợ, tiến vào gần ngôi nhà nhưng họ vẫn không phát hiện ra dấu vết của ai, nhưng không thấy có sự cản trở của bất kỳ điều gì đã khiến Kate có linh cảm không tốt. Tuy nhiên đến giờ này không còn sự lựa chọn nào khác là tiếp tục tiến vào sâu bên trong ngôi nhà. Thế nhưng chỉ chờ cả đội vào hết trong nhà thì một tiếng nổ vang trời phá tung cả căn nhà. Cả đội đều bị bom đánh bật ra ngoài, thương vong vô cùng lớn, đất đá bay tung tóe, cả ngôi nhà chìm trong biển lửa trước sự bất ngờ của Kate. Chưa kịp hoàn hồn thì đại úy Gara lại bị bên bắn tỉa của địch bắn vào chân. Thấy đồng đội bị thương nên Kate quyết định chạy ra kéo anh ta đến chỗ an toàn, nhưng cô không ngờ rằng hành động này của cô đã khiến đại úy Gara bị tên bắn tỉa bổ thêm cho một phát đạn khiến anh ta phải bỏ mạng. Pradon phát hiện ra có bắn tỉa ở đâu đây nhưng anh không tài nào tìm ra vị trí của hắn. Phải đến khi hắn bắn tỉa lần thứ hai, Pradon mới tìm ra được vị trí của hắn và bắn trả. Tuy không trúng mục tiêu nhưng cũng khiến hắn biết mình bị lộ nên phải rời bỏ vị trí. Kế hoạch thất bại vì bị lộ, cả đội thiệt hại nghiêm trọng. Khi trở về căn cứ, họ đã biết rằng tất cả chỉ là cái bẫy của Morales sang ra để dụ mọi người vào bẫy. Chẳng có Morales nào ở đó cả. Họ nghi ngờ trong nội bộ cảnh sát quốc gia đã có nội gián. Họ nhận ra rằng kẻ bắn tỉa mà Morales thuê là kẻ không thể coi thường được và kế hoạch mà họ đưa ra là có vấn đề. Morales không chỉ có trong tay tên bắn tỉa siêu đỉnh mà hắn còn biết được cảnh sát đang làm gì. Mọi động thái của họ đều được hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Việc hắn tạo ra cái bẫy và bắn chết đại úy là lời cảnh cáo của họ đến cảnh sát rằng hãy biến đi. Họ quyết định rút Kate ra khỏi kế hoạch lần này vì họ biết mục tiêu ban đầu của Morales không phải là đại úy Garak mà là Kate. Mặc cho Kate cầu xin cho mình thêm cơ hội vì cô đã theo vụ này 3 năm rồi. Nhưng dựa trên việc chỉ huy của cô khiến 8 người phải bỏ mạng.
Cô có thể phải ra tòa án binh để giải trình. Kate cho rằng chắc chắn có kẻ nào đó đã bán đứng họ. Sau khi Kate còn đang tranh luận với chỉ huy thì Ba Don chen vào. Anh nói rằng hãy cho bọn họ 48 giờ. Nếu trong thời gian đó họ không tìm ra và tiêu diệt Morales thì họ tình nguyện cút khỏi nơi này không hối tiếc. Mặc dù không đồng ý nhưng bố của Ba Don là chỉ huy cấp cao ở đây nên dù không muốn cũng phải vuốt mặt mà nể trứng cá. Trước sự hậu thuẫn của ông, cả hai có thêm 48 giờ để thực hiện nhiệm vụ. Sau cuộc họp, Ba Don và bố đã có cuộc nói chuyện riêng. Có lẽ vì nhiều năm xa cách khiến hai bố con không thể gần gũi nhau được. Anh chất vấn ông vì sao không còn làm thiện xạ nữa nhưng vẫn không rời đi mà vẫn tiếp tục làm công việc ở những nơi như này. Ông nói rằng lính là cuộc đời của ông, nó đã ăn vào máu rồi nên không thể nào từ bỏ được. Đúng lúc này Kate đã gọi Ba Don đi. Trước khi đi, ông không quên dành lời khen cho Kate và muốn anh hỗ trợ hết mình cho Kate. Ba Don cũng nói rằng anh thấy rất yên tâm khi có bố ở bên, chỉ cần nghe điều đó ông cũng cảm thấy rất vui và ấm lòng. Và lúc đầu Kate là mục tiêu của tên sát thủ nên sau khi rời đi họ được đưa đến nhà an toàn của bộ chỉ huy. Tuy nhiên ngôi nhà này rất dễ bị phát hiện cho nên Ba Don đã nhờ người kiểm tra an toàn của ngôi nhà thật cẩn thận. Mặt trời mau chóng lặn xuống, mây đen phủ kín bầu trời. Màn đêm nghỉ trị, ở một căn phòng nào đó tên sát thủ đang cùng ả nhân tình của hắn đóng gạch hùng hục thì điện thoại của hắn đổ chuông. Đó là điện thoại của ông chủ gọi tới, bảo với hắn rằng Kate đang ở nhà an toàn cùng với Ba Don. Ở bên này Ba Don đang lên máy tính tìm hiểu về những vụ tự sát của đồng đội mình. Nguyên nhân có thể là do sự hổ thẹn vì thất bại khi làm nhiệm vụ, sự lo lắng ám ảnh vì kẻ thù luôn rình rập. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó, bỗng Kate đi vào. Vì không muốn cô thấy những gì mình đang nghĩ nên anh nhanh chóng chuyển màn hình sang cảnh khác. Kate rất buồn vì sự tác trách của mình mà dẫn đến sự ra đi của đồng đội. Cô tìm đến Ba Don để mong anh có thể giúp cô vượt qua những ám ảnh đó. Anh chỉ có thể an ủi cô rằng cách duy nhất anh vượt qua đó chính là nghĩ rằng mình đang làm là vì lẽ phải, cần phải hết mình để cứu mạng sống của những người khác. Anh khuyên cô cũng nên làm như vậy, đó là cách để chữa lành tâm hồn họ trong những lúc như thế này. Nhưng cô đâu biết được rằng lúc này Ba Don cũng đang rất rối bời trước vụ tự sát của những người đồng đội của mình. Liệu có khi nào anh cũng đi đến bước đường như họ không? Sau đó cả hai cùng nhau nghiên cứu hiện trường và phân tích hành động của kẻ bắn tỉa. Ba Don muốn tránh thương vong nên anh nghiên cứu kỹ kẻ bắn tỉa vì hắn là kẻ vô cùng nguy hiểm. Hắn có thể ngắm bắn chính xác khi ở cách xa mục tiêu 1.600m. Anh muốn tiêu diệt hắn trước khi tiêu diệt Morales, còn Kate lại nóng lòng tìm và tiêu diệt Morales. Thế nhưng kẻ còn lại sẽ tự động tan rã như rắn mất đầu. Cả hai có sự bất đồng quan điểm với nhau nên Kate rời khỏi phòng, nhưng lúc này cô lại nghĩ đến sự ra đi của Gada và không thôi nức nở khóc vì đau khổ và ám ảnh. Cô bỏ ra ngoài tìm đến cha xứ ở hộp đêm để tìm lời khuyên. Cha xứ khuyên cô hãy từ bỏ vụ này đi vì cô không phải là đối thủ của hắn. Minh chứng là mới ra quân lần đầu đã khiến 8 người cộng sự của mình phải bỏ mạng. Nhưng ý chí báo thù cho đồng đội khiến cô không thể từ bỏ vụ này, cho dù cha xứ nói rằng nếu càng lấn sâu thì số người thiệt mạng sẽ càng nhiều hơn. Liệu cô có thể sống được khi chuyện đó xảy ra tiếp? Nhưng Kate lại nghĩ rằng cô sẽ không thể sống tiếp nếu từ bỏ vụ này. Không thể khuyên được Kate, cha xứ chỉ có thể chúc phúc cô mà thôi và cung cấp cho cô một thông tin quan trọng về kẻ bán tỉa đó là tên của hắn, FD Debo. Kẻ này có thể dẫn cô tới Morales nhưng hắn cũng có thể dẫn cô đi xuống địa ngục. Dặn cô phải hết sức cẩn thận và cho cô lời khuyên cuối cùng là đừng tin ai cả. Ở bên này, Ba Don cũng nhận được thông báo của Sitango về việc điều tra khu ổ chuột bên ngoài tòa nhà an toàn. Nhận được tin, anh lập tức mang theo khẩu súng lên tầng thượng và qua ống kính tìm thấy tín hiệu của tên bắn tỉa. Hắn cũng đang nấp ở tòa nhà đối diện và ngắm bắn về phía tòa nhà anh ở. Cả hai đều đã thấy mục tiêu của mình ở cách xa 1.700m. Hắn là kẻ nguy hiểm nên khi thấy mục tiêu liền ra tay ngay lập tức. Tuy nhiên Ba Don đã đoán ra hành động của hắn nên anh nhanh chóng né được viên đạn. Thấy Ba Don nằm im bất động, hắn tưởng anh đã chết nên yên tâm về nhà đóng gạch tiếp với con ghẹ của mình. Sau Ba Don nhanh chóng mang đầu đạn đi xét nghiệm và nhận ra viên đạn này là đạn thông minh có khả năng tìm kiếm mục tiêu. Viên đạn có thể điều chỉnh quỹ đạo bay, chỉ cần tìm thấy mục tiêu và bóc cò là viên đạn tự tìm đến và bắn tung óc kẻ địch. Sau khi Ba Don bị tấn công thì họ nhận thấy tòa nhà bây giờ không còn là nhà an toàn nữa. Họ cần tìm cho anh một căn nhà an toàn đúng nghĩa, đồng thời họ cũng khẳng định đang có nội gián, vì loại đạn này không phải ai cũng có thể có được, cần xem lại vấn đề an ninh của tổ chức. Họ quyết định đưa Ba Don và Kate đến trụ sở phía nam của CIA. Ở cảnh khác, lúc này tên chủ Morales đang thọc bia với tay chân của hắn. Nhưng vì chơi thua nên hắn phải nôn ra tiền cho đàn em của mình. Tuy nhiên khi thấy hắn bị thua, tên đàn em lại tỏ ra vui mừng. Hành động này của anh đã chọc tức tên chủ. Hắn liên quay lại rút súng đe dọa tên đàn em và lấy lại tiền. Còn dạy anh ta một bài học, chưa gì đã sợ đái ra quần như thế thì làm sao thành đại ca giang hồ được. Khi vào phòng, hắn thấy tên xạ thủ đang ngồi ở bàn và đòi tiền công. Nhưng hắn nói rằng cả hai mục tiêu hắn muốn tên xạ thủ tiêu diệt đều không thành thì đừng nói đến chuyện tiền nong với hắn. Sau đó còn đuổi hắn ra khỏi nhà. Tên xạ thủ tức như bỏ đá nhưng không làm được gì. Lúc này Ba Don và Kate cũng được đưa đến một nơi an toàn khác, nhưng họ không biết rằng hành tung của họ đang bị theo dõi. Khi ngồi trên xe, Kate nhận được điện thoại của cha xứ nói rằng ông biết tay bán tỉa hay đến cho cô gái và ông biết cô gái này ở đâu, và nhắn tin rằng Kate hãy cẩn trọng vì đó là địa bàn của Morales.
Kate quay sang trách ba Don vì anh không thật lòng để tâm tới vụ này. Cái anh để tâm là tìm ra kẻ có viên đạn tốt hơn anh. Khi nhận được địa chỉ của tên bắn tỉa từ cha xứ và tiếp tục cuộc tranh luận, thì bỗng nhiên xe của họ bị một chiếc xe tải lao vào, đâm một cú trực diện khiến cả hai choáng váng. Sau đó một loạt tên sát thủ cầm súng xả liên tục vào ô tô của hai người, mang theo súng bên người, nên ba Don liền bay ra làm một băng đạn tiễn cả bọn đi bán muối. Khi quay lại xem tình hình của Kate thì không thấy cô đâu, chỉ còn điện thoại trên xe. Nhìn vào điện thoại thấy địa chỉ còn trên màn hình, anh đoán Kate đã đến địa chỉ nên nhanh chóng đuổi theo cô gái cứng đầu này. Kate tìm đến nhà của cô bồ bán tỉa, nhưng chưa kịp làm gì thì ở trong cô ả đã đạp vào cửa một phát khiến Kate bay ra đường. Hai tên Lola thấy vậy liền lao tới chống chế Kate, ép cô vào tường rồi dùng tay bóp nát quả đùi của Kate. Nhưng may mắn Baradon cũng vừa đuổi kịp đến nơi. Anh dùng súng tiễn cả bọn đi bán muối, nhưng vẫn để một tên chạy thoát. Đằng sau Kate cũng đang ôm đầu kẻ còn lại và định bẻ cổ hắn như bẻ cổ một con gà lì lợm. Thì cô bồ của tên bắn tỉa đã chĩa súng vào đầu Kate, ra lệnh cho cô phải bỏ hắn ra. Nhưng ả ta chưa kịp ra oai thì đã bị Baradon chĩa súng vào đầu, rồi bị Kate giật súng và cho ả một cái rõ đau, khiến cho ả ngã lăn ra đường. Nhìn thấy sợi dây chuyền của cô ả, Kate đã giật lấy và bên trong mặt dây chuyền có ảnh của ả ta và tên bắn tỉa. Ngay lập tức Baradon gọi về cho chỉ huy và gửi ảnh của hắn để mọi người phân tích, tìm ra tung tích hắn là kẻ khốn nào. Đồng thời anh cũng báo với chỉ huy là cả hai luôn bị theo dõi, họ sẽ di chuyển đến nơi khác và họ đang cần giữ bí mật tuyệt đối về điều này. Sau khi anh dập máy, chỉ huy đã phát lệnh điều tra trên toàn biên giới. Mặc cho sự ngăn cản của thứ trưởng thì cha của Baradon vẫn bênh vực anh và đồng ý cho anh được làm theo ý định của mình. Lần này sau vụ tự ý hành động suýt mất mạng, Kate đành phải nghe theo sự sắp xếp của Baradon. Cả hai đi tìm cha xứ để cùng nhau bàn về tên bắn tỉa. Họ đều biết hắn không chỉ được sự bảo kê của tên trùm mà sau hắn còn có sự hỗ trợ của một quan chức cấp cao. Họ quyết định nhờ cha xứ của họ đi vào hang cọp để tìm ra chân tướng. Lúc này ở cơ quan chỉ huy liên tiếp nhận được tin về những vụ ám sát. Tất cả những kẻ bị ám sát đều là tay chân của hắn. Một tên chủ nhà băng của tên trùm, một tên chuyên tra khảo cho hắn, một tên đao phủ thân tín của hắn cũng bị bắn chết tại bãi rác. Cách họ bị giết đều giống nhau, đó là đều bị giết bởi một kẻ bắn tỉa. Và người thực hiện điều đó chính là Baradon. Anh muốn tiêu diệt những kẻ đó để ST Morales đành phải xuất đầu lộ diện. Tuy nhiên việc liên tiếp giết người lại khiến anh đau khổ. Baradon đã tìm đến cha xứ để hy vọng chữa lành vết thương trong tâm hồn. Anh sợ nếu cứ tiếp tục thì một ngày nào đó mình sẽ bị theo vết xe đổ của những người bạn cùng nghề của mình. Theo lời cha xứ, việc duy nhất để giúp anh thoát khỏi những ám ảnh và đau khổ hiện giờ đó là phải tự tha thứ cho chính mình. Vì cha xứ cũng đã từng trải qua những ngày tháng như vậy, nên cách mà ông thực hiện đó cũng chính là tự tha thứ cho lương tâm của chính mình. Bên này đúng như dự đoán của Baradon. Khi tay chân của tên trùm bị tiêu diệt liên tục đã khiến cho hắn không thể ngồi yên. Trong lúc tên xạ thủ còn đang ấp con ghẹ của mình thì Morales đã tìm đến hắn ta và yêu cầu hắn ta phải tìm ra Baradon và Kate để giết cả hai. Tiền thù lao đưa trước là $500,000. Nếu thành công thì sẽ trả nốt $500 còn lại. Lúc này ở căn cứ chỉ huy cũng tìm ra được danh tính của tên bắn tỉa Ribo. Hắn từng là xạ thủ hàng đầu của quân đội Venezuela, sau đó vượt biên trái phép sang Colombia sau khi hắn tìm đến đàn em của Morales để mua chuộc thông tin. Để bắt Baradon và Kate, tên xạ thủ đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng bẩn thỉu, đó là cho người bắt cóc cha xứ. Hắn biết cha xứ là người cung cấp thông tin cho họ và cũng là người thân tín của Kate. Nghe tin cha xứ bị bắt, Kate nóng lòng muốn đi trừ khử hắn để cứu cha. Nhưng Baradon biết đây chỉ là cái bẫy mà hắn răng ra. Nhằm dụ bọn họ ra mặt nên khuyên Kate cần bình tĩnh. Sau đó hai người tìm chỗ để mai phục tên bắn tỉa. Cả hai phải chờ rất lâu đến đêm chúng mới xuất hiện. Bọn đàn em cho người kéo cha xứ lên cây để dụ Baradon và Kate ra mặt. Với Kate thì cha xứ chẳng khác nào người cha thứ hai của mình. Nên khi thấy ông bị chúng treo cổ lên cây khiến cô không kiềm chế được. Mặc dù Baradon ra sức khuyên nhủ nhưng thấy tính mạng của cha xứ bị đe dọa thì anh cũng không thể giữ chân được Kate. Buộc lòng anh phải dùng súng bắn đứt sợi dây treo cha xứ lên. Vì phát đạn đó mà địa điểm đã bị lộ, ngay lập tức tên bắn tỉa nhả đạn về phía hai người, nhưng hai người nhanh chân tránh được. Quá tức giận, hắn liền nổ súng giết chết cha xứ ngay lập tức trong sự bất lực của cả hai. Trong đám tang của cha xứ, Baradon phát hiện ra một tên tay sai của Morales cũng có mặt để tiễn cha xứ. Ngay lập tức bỏ lại Kate để đuổi theo, chỉ một đoạn anh đã bắt được, nhìn địa bộ có thể thấy hắn rất đau khổ trước sự ra đi của cha xứ. Anh uy hiếp và bắt hắn khai ra nơi ẩn nấp của tên Morales. Không chờ lâu sau khi nắm được thông tin, quân đội liền cho người bao vây nơi ở của tên trùm. Vì hắn là một loại tội phạm nguy hiểm nên cơ quan an ninh phải giải hắn đến Myanmar để xét xử. Tại cơ quan chỉ huy, họ cũng phát hiện ra 100 viên đạn thông minh đã bị đánh cắp. Một kẻ nào đó đã lợi dụng chức vụ để lấy cắp nó và giao cho tên bắn tỉa. Vì vậy, nhiệm vụ lần này của họ là hạ tên xạ thủ không phải là đơn giản. Nhưng để đối phó với những viên đạn thông minh của tên bắn tỉa, thì lần này họ cũng được cấp cao gửi đến những viên đạn còn thông minh hơn của tên bắn tỉa. Nó không chỉ tìm ra được mục tiêu mà còn phát nổ trong phạm vi mục tiêu. Việc này sẽ khiến cho cơ hội tiêu diệt kẻ thù tăng cao.
Tên bắn tỉa biết rằng tên chủ một khi đã bị bắt có thể khai ra hắn và những bí mật mà hắn phạm tội. Để ngăn chặn những điều này xảy ra, hắn đã tìm cách giết chết tên chủ nhằm thủ tiêu mọi thông tin. Đoán trước điều này, chỉ huy đã sử dụng kế hoạch trao đổi dê bán thịt chó. Đầu tiên họ sẽ giả vờ cho một chuyến xe đặc vụ chở Morales đi đến Myanmar để xét xử. Sau đó mới áp giải ông ta trên một chiếc xe khác nhằm qua mặt tên bắn tỉa. Bên cạnh đó, một đội quân bắn tỉa do Cha Ba Don chỉ huy sẽ ẩn nấp trên cao đợi tên bắn tỉa xuất hiện. Nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra là bọn đàn em của tên bắn tỉa không nhằm vào đoàn xe giả chở tên trùm mà nhằm vào chiếc xe chở Morales thật để tấn công. Điều này cho thấy một lần nữa kế hoạch của họ đã bị bại lộ, kẻ nào đó lại chỉ điểm trước cho hắn. Ở xa, tên bắn tỉa cũng đã chờ sẵn. Khi chiếc xe chở tên trùm Morales chạy đến ngã tư thì hắn lập tức dùng súng bắn nổ bốn bánh xe của chiếc xe. Cha của Ba Don cũng dùng tài thiện xạ của mình tiêu diệt nốt bọn tay chân của tên bắn tỉa để chắc chắn thủ tiêu Morales. Tên bắn tỉa đã bắn một viên đạn làm nổ tung chiếc da lên không trung. Nhưng chứng việc này khiến vị trí của hắn bị lộ, trong lấy thời cơ Baradon nhanh chóng tay bắn một viên đạn về vị trí của hắn. Từ vị trí ở quá xa lại không có đạn thông minh như tên xạ thủ bắn tỉa kia, Baradon không thể nào hạ được hắn. Nhưng đúng là không hổ danh là lính bắn tỉa giỏi nhất châu Âu, tên DBO đã bị anh bắn vỡ sọ. Trong đoàn xe áp tải giả thì tên Morales vẫn còn sống, hóa ra ngay từ đầu đó cũng chỉ là một màn trao đổi để qua mắt kẻ chỉ điểm do cha của Baradon tạo ra. Cách này một mũi tên trúng hai đích, vừa giữ mạng cho tên chủ vừa khiến kẻ chỉ điểm phải lộ mặt. Và kẻ lần này hết lần khác làm lộ thông tin mật chính là tên thứ trưởng, kẻ đang ngăn cản không cho anh ta tham gia nhiệm vụ lần này. Hắn bị bắt đi mà chẳng hiểu vì sao, mình giấu mọi thứ kỹ như mèo giấu xít thế mà vẫn bị lộ là thế méo nào. Kết phim, Bando và cha đã có một cuộc trò chuyện cuối cùng trước khi anh trở về lại tổ chức sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Lần này cả hai đã có cuộc trò chuyện cởi mở hơn, khoảng cách của hai cha con cũng kéo lại gần. Sau nhiệm vụ này, Ba Đôn cũng đã tự chữa lành vết thương tâm lý trong lòng mình. Anh cũng đã sẵn sàng chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo vì Tổ quốc. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nói gì thì nói, tình yêu nước vẫn là thứ tình yêu bền vững nhất mọi thời đại. Nó không chỉ đúng đắn mà còn giúp chữa lành mọi vết thương của con người. Vâng, bộ phim cũng đã kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.